Giao Việt cùng nhau chúc phúc cho ngày vui của Diệu Nhi, Anh Tú, MC Liêu Hà Trinh. Diệu Nhi, Liêu Hà Trinh cùng lên xe hoa ngày 10 tháng 10, Ninh Dương Lan Ngọc, KT Nguyễn gây sốc với tạo hình mới. Hamlet Trường đã cắt tìm vàng các tài năng trẻ tại Tỏa Sáng Ước Mơ. Diệu Nhi, Liêu Hà Trinh cùng lên xe hoa ngày 10 tháng 10. Ngày 10 tháng 10 làng giải trí Việt rộn ràng với đám cưới của hai cô gái tài năng, diễn viên Diệu Nhi và MC Liêu Hà Trinh. Trước đó vào sáng ngày 10 tháng 10, MC Liêu Hà Trinh tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Không gian lễ vu quy được trang trí theo lối truyền thống mang phong cách của thập niên 1970 với lá dừa, mây tre và hoa tươi. Cô dâu và dàn phụ dâu diện áo dài truyền thống. Đặc biệt, chú rể rước dâu bằng xe xích lô. Ninh Dương Lan Ngọc, KT Nguyễn gây sốc trong tạo hình mới. Bộ phim Cô Gái Đến Từ Quá Khứ của hai đạo diễn Bảo Nhân, Nam Sito vừa công bố hình ảnh mới nhất. Hé lộ về thân thế thực sự của hai nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc và KT Nguyễn đóng. Trong loạt ảnh mới nhất, cả Lan Ngọc lẫn KT Nguyễn đều xuất hiện trong bộ dạng tồi tàn, nghèo khổ, lấm lem. Nói về tạo hình này, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ, tôi đã phải tăng cân trong giai đoạn sống cùng với nhân dạng sơ xác, da đen nhèm đó. Tạo hình răng hô cũng khiến tôi gặp nhiều trở ngại khi thoại, phải tập luyện ở nhà với phần răng giả để quen với khẩu hình miệng. Cũng nhờ vào việc hóa trang thành một hình ảnh khác lạ như vậy, tôi hiểu được nhân vật. Hoàng Quyên của mình đã phải làm rất nhiều thứ để cố gắng tẩy trắng và lột xác hoàn toàn để có được ngày hôm nay. Chắc chắn rằng cô ta sẽ không để hiện tại và tương lai bị phá hỏng bởi quá khứ ấy. Về phần KT Nguyễn, nhân vật Quỳnh Yên cũng không khá khẩm gì hơn khi chính cô cũng sở hữu một quá khứ đáng sợ. Bản thân nữ diễn viên Gen Z cũng đã bị sốc khi nhìn thấy tạo hình ấy của mình. Trước giờ khi đóng phim, tôi chỉ trang điểm chứ chưa được hóa trang để biến mình trở thành một con người khác hoàn toàn như thế. Tôi hỏi hai anh Bảo Nhân, Nam Sito rằng có nhất thiết phải tồi tàn đến vậy không? Hai anh bảo đó là bắt buộc, Hoàng Quyên và Quỳnh Yên phải trải qua một quá khứ rất khắc nghiệt để có được ngày hôm nay. Và đây là lý do tại sao MGSQ rất sợ khi Quỳnh Yên trở lại, nữ diễn viên cho hay. Cô gái đến từ quá khứ thuộc thể loại tâm lý, ly kỳ, giật gân, dự kiến chính thức ra rạp từ ngày 13 tháng 10. Hamlet Trường đã cắt tìm vàng các tài năng trẻ tại Tỏa Sáng Ước Mơ. Tỏa Sáng, Ước Mơ, The Spotlight là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc dành riêng cho đối tượng sinh viên từ các trường cao đẳng, đại học khu vực phía Nam. Mới đây, hai giám khảo đã có ngày tuyển chọn ra giọng 30 giọng hát xuất sắc nhất chính thức tranh tài và đánh giá cao chất lượng dàn thí sinh trẻ tại Tỏa Sáng. Ước Mơ mùa đầu tiên. Chia sẻ cảm xúc trong vai trò giám khảo, Hải Yến cho biết đã rất lâu cô mới thấy sân chơi dành riêng cho sinh viên. Nữ ca sĩ cũng chỉ ra lợi thế của thí sinh là mọi thứ đã đầy đủ hơn. Đưa ra lời khuyên cho thí sinh, Hải Yến bày tỏ, theo Yến, việc chọn đúng bài là quan trọng nhất. Điều quan trọng, thứ hai là khi mình đến với chương trình được đầu tư một cách chỉn chu thì riêng bản thân mình cũng phải đầu tư một cách chỉn chu đã. Ngay cả mặt ngoại hình lẫn lựa chọn bài hát. Có mặt tại buổi casting, ca, nhạc sĩ Hamlet Trương cho rằng mình giống như đại cát tìm vàng cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ. Bên cạnh đó, nam giám khảo cũng đưa ra tiêu chí lựa chọn top 30 thí sinh là sự vừa vặn. Với hàng loạt các chương trình truyền hình về âm nhạc hiện nay, giám khảo Hamlet Trương hy vọng khán giả sẽ trông đợi vào sự tươi mới của Tỏa Sáng Ước Mơ. Giám khảo Hải Yến Idol lại đặt niềm tin vào những bất ngờ thú vị ở phần thể hiện của các thí sinh tại cuộc thi. Ngoài ra, mỗi vòng thi đấu còn có thêm một giám khảo khách mời. Tỏa Sáng, Ước Mơ, The Spotlight phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 năm 2022.